Xin chào quý vị và các bạn, quay trở lại với kênh Invest TV. Kênh Invest TV hôm nay tiếp tục cập nhật cái tọa độ của anh Tâm Tâm, là một pioneer đang thực hiện cái hành trình xuyên Việt từ Phú Quốc đến đỉnh Phan Xipang. Trong cái hành trình này thì anh Tâm Tâm chỉ sử dụng tối đa cái số lượng Pcoin có sẵn ở trong ví của anh để trao đổi lại hàng hóa, dịch vụ, làm cái lộ phí trong cái quá trình di chuyển của anh. Tuy nhiên thì anh cũng có thể sử dụng thêm tiền mặt chuyển khoản, sử dụng tiền tài khoản để có thể trang trải cái chuyến đi này. Thì với hai ngày hôm nay thì cũng không thấy anh Tâm Tâm kêu gọi hỗ trợ anh trong cái chuyến đi. Có lẽ là anh vẫn đang đủ cái chi phí để thực hiện những cái mua sắm sinh hoạt hàng ngày. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì anh ấy đang ở thành phố Quy Nhơn, cách đây 3 tiếng đồng hồ đó. Và trong buổi sáng thì anh ấy có tham quan một số những cái địa danh tại thành phố Quy Nhơn, đi thăm mộ của thi sĩ Hà Mặc Tử. Và cái lộ trình của anh Tâm Tâm trong buổi chiều ngày hôm nay là sẽ thẳng tiến đến Quảng Ngãi đó. Và anh ấy thật sự có một cái tâm hồn rất là thơ phú khi mà đến thăm mộ của Hà Mặc Tử, có làm cái bài thơ mình chia sẻ cùng các bạn cùng nghe nhé. Đến thăm anh một sáng tinh mơ, xót thương ai một kiếp đợi chờ, dốc cao cao ôm anh vào lòng đất, tên chung rồi lưu lại suốt ngàn thu, người đời tỉnh anh điên mới lạ, thơ gã khờ ghi lại sách kẻ khôn. Đó thì đấy là những cái dòng thơ tức cảnh sinh tình của anh Tâm Tâm, một pioneer có tâm hồn nghệ sĩ đang thực hiện cái chuyến đi xuyên Việt để giúp lan tỏa cái dự án P-Network này đến cộng đồng. Chúc anh Tâm Tâm thượng lộ bình an và có những cái giây phút trải nghiệm tuyệt vời tại những cái địa danh mà anh đã đi qua, và có thể lan tỏa được tới thật nhiều người cái dự án P-Network này. Rồi, kênh Invest TV sẽ tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới nhất của anh Tâm Tâm để gửi đến quý vị và các bạn hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.